Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng của chuyên mục An ninh Đà Nẵng. Chuyên mục tuần này sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Công an thành phố Đà Nẵng với công tác rà soát, thẩm định, tha tù trước thời hạn có điều kiện. Phát triển du lịch về đêm, Đà Nẵng đảm bảo tốt an ninh an toàn cho du khách. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 31 tháng 7, Giám đốc Sở Du lịch thành phố đã đến chúc mừng và khen thưởng cho Công an quận Sơn Trà về thành tích nhanh chóng điều tra và bắt giữ một nhóm đối tượng chuyển giới từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng, chuyên thực hiện các hành vi móc túi của khách du lịch người nước ngoài. Trước đó, như truyền hình An ninh Đà Nẵng đã đưa tin, Công an quận Sơn Trà đã bắt giữ 3 đối tượng chuyển giới từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng gây án gồm Đặng Hoàng Kiệt, Nguyễn Ngọc Thiện cùng 28 tuổi, Nguyễn Hữu Chánh 20 tuổi. Thủ đoạn của nhóm này là tiếp cận khách du lịch người nước ngoài, rủ rê mua dâm, sau đó lợi dụng sơ hở để lấy cắp tài sản. Từ ngày 9 tháng 7 cho đến ngày 13 tháng 7, nhóm này đã thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản với nhiều điện thoại và tiền mặt có giá trị. Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở Du lịch thành phố đã biểu dương thành tích của lực lượng công an, góp phần đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh, giữ gìn hình ảnh thân thiện của Đà Nẵng trong mắt người dân và du khách trong và ngoài nước. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, trong tuần qua, Công an quận Thanh Khê đã đến tận nhà, hỗ trợ làm mới chứng minh nhân dân cho 2 trường hợp người già ốm đau và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Qua rà soát tại nhiều khu vực trên địa bàn, Công an quận Thanh Khê đã ghi nhận trường hợp của cụ bà Tôn Nữ Thị Dung, 91 tuổi, trú phường Thạc Gián đã già yếu và em Lê Trần Bảo Ngân, 15 tuổi, trú phường Hòa Khê có sức khỏe không tốt để đến tận nhà thực hiện mọi thủ tục làm chứng minh nhân dân. Hoàn cảnh của các trường hợp trên đều rất khó khăn, gia đình người thân lại không có thời gian để đưa đến cơ quan công an nên gặp nhiều bất lợi trong việc khám chữa bệnh hay phục vụ công việc cá nhân. Đây chỉ là 2 trong số hàng chục trường hợp công dân khó khăn đã được Công an quận Thanh Khê giúp đỡ làm chứng minh nhân dân ngay tại nhà thời gian qua. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng vừa có chuyến thăm và trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình bà Thi Thị Nhì, 89 tuổi, trú tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là con của gia đình có cha mẹ đều là liệt sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Hiện tại, bà Nhì đang sống với con trai nhưng hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, thu nhập gia đình phần lớn nhờ vào hoa màu. Với số tiền 50 triệu đồng được trích từ quỹ đóng góp của cán bộ chiến sĩ mỗi tháng, Phòng Cảnh sát Giao thông mong muốn gia đình bà Nhì sẽ có một nơi ở mới, được sửa chữa khang trang hơn, giúp ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tha tù trước thời hạn có điều kiện là biện pháp được tòa án áp dụng với người đang chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 66 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và chính thức áp dụng vào năm 2018. Đây là hình thức thay đổi từ thi hành án tại nơi giam giữ sang thi hành án tại cộng đồng, giao cho gia đình, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng quản lý giáo dục. Được biết, trong tháng 8 này, cùng với các địa phương trên toàn quốc, các lực lượng chức năng của thành phố Đà Nẵng cũng đã tiến hành rà soát thẩm định tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân có đủ điều kiện được xét duyệt. Hôm nay, cán bộ quản giáo và lãnh đạo trại tạm giam Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, quán triệt các điều kiện để được tha tù trước thời hạn cho phạm nhân Nguyễn Phi Tùng và các phạm nhân tại đây. Cũng giống như nhiều phạm nhân có đơn xin xét duyệt được tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt này, Tùng đã trải qua một quá trình gần 2/3 thời gian thụ án. Đó là một khoảng thời gian đủ để Tùng thấy được những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội vì sai phạm mà mình đã gây ra. Và trong chính thời gian chấp hành án, Tùng đã nỗ lực cải tạo, lao động để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm về với cuộc sống đời thường. Với cái chính sách khoan hồng mới của nhà nước thì tôi thấy rất là tốt cho các phạm nhân. Vì chỉ chấp hành nửa án và đủ điều kiện sẽ được về với cộng đồng xã hội thì tôi thấy cũng rất là tốt. Tha tù trước thời hạn có điều kiện là một chính sách mới áp dụng cho những đối tượng đang thi hành án phạt tù có thời hạn tại nơi giam giữ thuộc các trại giam của Bộ Công an và trại tạm giam công an các địa phương. Theo quy định của nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao, các đối tượng đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, phạm tội lần đầu, có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt,
thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam, có nơi cư trú rõ ràng, chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, chấp hành được ít nhất 1/2 mức phạt tù có thời hạn, có quá trình học tập, cải tạo tốt và xếp loại khá trở lên là đủ điều kiện xét duyệt để tha tù trước thời hạn. Khi tổ chức triển khai thực hiện xác minh về địa chỉ cư trú của các đối tượng thì gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Khi đối tượng thi hành án tại trại khai ở một địa chỉ khác, nhưng sau đó thì gia đình lại chuyển đi cư trú một nơi khác, cho nên cái việc xác minh đảm bảo về mặt thời gian cũng rất là khó khăn. Việc thứ hai nữa, chính quyền thay đổi cái tổ dân phố, cho nên trong vấn đề này các đồng chí cảnh sát khu vực và khi mà xác minh thì cũng chưa nắm hết được cái việc mà xác định cái nơi cư trú rõ ràng. Ngoài các điều kiện cần nêu trên thì trong quá trình tiếp nhận đơn và hồ sơ xét duyệt, cán bộ công an các cấp còn đến tận địa phương nơi cư trú của các phạm nhân để thâm nhập, phúc tra và làm việc cụ thể với gia đình cũng như chính quyền địa phương để tìm hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc khi phạm nhân được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương. Nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta trong cái chính sách mới thì bà con cũng rất là hoan nghênh và cũng rất là ủng hộ về cái tinh thần đó. Thì sau khi mà con cháu con em ở trong làng trong xóm cũng như trong gia đình về được tha tù trước thời hạn thì về gia đình cũng giống như chính quyền địa phương sẽ cố gắng sát cánh và dạy dỗ và hướng dẫn cho cháu nó sống các cái sống tốt hơn và hoàn thiện hơn trong cuộc sống. Gia đình cũng rất là biết ơn như là cái chính sách thì sau này mà cháu nó về thì coi như gia đình cũng cố gắng coi như là cũng nhắc nhở cháu nó coi như là thi hành những cái gì mà yêu cầu của địa phương. Theo dự kiến, tháng 8 này, Hội đồng xét duyệt tha tù trước thời hạn ở thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức công bố quyết định của Tòa án Nhân dân thành phố cho trên 10 phạm nhân được xét duyệt lần này. Đây là số phạm nhân đã hội đủ các điều kiện tiêu chuẩn phù hợp theo quy định, qua đó khẳng định chính sách tha tù trước thời hạn có điều kiện là chính sách đúng đắn, đầy tính nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người lầm lỗi. Liên tục chương trình là những thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tuần qua. Lực lượng an ninh hàng không sân bay quốc tế Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại một cửa hàng mỹ phẩm miễn thuế tại sân bay. Đối tượng được xác định tên Bai Xin Sinh, 32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là hành khách của chuyến bay từ Đà Nẵng đi Tây An, Trung Quốc vào ngày 27 tháng 7. Qua trích xuất camera tại sân bay quốc tế Đà Nẵng được biết, vào thời điểm trên trong lúc chờ lên tàu bay về nước, ông Bai Xin Sinh đi cùng một nhóm hành khách. Nhân lúc các vị khách khác trao đổi với nhân viên bán hàng thì nhanh tay bỏ một chai mỹ phẩm trị giá hơn 20 triệu đồng vào túi và rời đi. Được biết, cũng với thủ đoạn tương tự, hành khách này đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại sân bay quốc tế Đà Nẵng trong thời gian từ tháng 6 năm 2018. Công an quận Thanh Khê bắt quả tang hai đối tượng gồm Nguyễn Lê Trúc Khanh, 22 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang và Trần Thị Huệ, 18 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, đang mua bán ma túy với các con nghiện. Tại thời điểm bị bắt, cơ quan công an thu giữ trên người Huệ và Khanh 40 viên thuốc lắc, 4 gói ma túy tổng hợp dạng hàng đá, 2 điện thoại di động cùng 11 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Huệ, công an quận Thanh Khê phát hiện thêm hơn 80 viên thuốc lắc, 7 gói ma túy đá và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Khai nhận với cơ quan công an, Khanh và Huệ thường xuyên mua ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh, sau đó nhận hàng và đem về phân chia, bán lại cho các con nghiện trên địa bàn. Thử test nhanh, cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Với thành tích xuất sắc này, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Khê đã đến động viên và khen thưởng 10 triệu đồng cho ban chuyên án. Ngày 30 tháng 7, Công an phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Hiển, 25 tuổi, quê tỉnh Thái Bình. Vì thiếu tiền tiêu xài, tối ngày 29 tháng 7, Hiển đột nhập vào nhà một người dân trộm cắp 2 điện thoại di động. Đến sáng hôm sau, đối tượng sử dụng số thuê bao của 2 điện thoại nhắn tin cho một số người bạn bị hại ngỏ ý mượn tiền. Lúc này, nhiều người đã tin tưởng chuyển 20 triệu đồng cho Hiển. Toàn bộ số tiền lừa đảo và cầm cố điện thoại, đối tượng tiêu xài cá nhân. Qua điều tra mở rộng, Hiển còn khai nhận đã thực hiện một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn quận Sơn Trà. Nhận được tin báo của công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình về việc một xe tải chạy hướng Bắc Nam đi qua địa phận của huyện gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy, khiến một phụ nữ bị thương tích nặng. Ngay lập tức,
trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Phước, thành phố Đà Nẵng đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát địa bàn và nhanh chóng phát hiện bắt giữ tài xế cùng xe tải nói trên đang ẩn nấp tại một vịnh giao thông gần quốc lộ 1A. Tài xế được xác định là Trần Văn Hiệp, 30 tuổi, trú tỉnh Bình Định, điều khiển xe tải di chuyển theo hướng Bắc Nam. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là thành phố du lịch, vấn đề an ninh trật tự luôn được chính quyền thành phố Đà Nẵng siết chặt, đặc biệt là vào ban đêm, thời điểm mà rất đông du khách xuống phố để trải nghiệm du lịch. Trong thời gian qua, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm, nhằm xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn đối với khách thập phương. 3 năm qua, cứ vào mỗi buổi tối, tại tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố, những buổi họp triển khai lực lượng của tổ tuần tra 8394 lại diễn ra. Sau khi đánh giá tình hình an ninh trật tự trong ngày, các mũi công tác gồm công an, bảo vệ dân phố, dân phòng thường trực phối hợp tuần tra phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực dân cư, điểm phục vụ du lịch. Với những địa phương có các khu vực phục vụ khách vào mùa cao điểm thì công tác này càng được siết chặt hơn. Bà con tới đây là ngắm cảnh của Đà Nẵng như là cầu sông Hàn, cầu Tuần Phước, và đặc biệt là về đây mở cầu Tuần Phước rất là đông, nên chúng tôi là phải thực hiện tăng cường công tác tuần tra nhằm đảm bảo cái tình hình an tự là không để xảy ra phức tạp về tình hình an tự. Đối với Hải Châu 2 là có khu vực chợ cầu này, là nơi coi như là có nhiều gian hàng ẩm thực thu hút người dân với cả các du khách đến đây để thưởng thức những cái món ăn vào những cái thời gian vào đêm khuya. Chúng tôi coi như là đặt ra là phải đảm bảo cái vấn đề công tác an ninh trật tự ở cái địa bàn khu vực mà các cái du khách đến coi như là tham quan và thưởng thức. Bên cạnh tổ tuần tra 8394, hàng đêm hàng chục các mũi trinh sát tổ chức tuần tra trên phố cũng tạo nên cảm giác hoàn toàn yên tâm cho du khách. Sự xuất hiện của các lực lượng công an khắp nơi cũng khiến các loại tội phạm dè chừng và không có điều kiện thực hiện hành vi phạm tội. An thành Đà Nẵng rất là tuyệt vời. Thứ nhất là về trật tự an toàn của nhân dân rất là đảm bảo, về không có cướp giật. Ít xảy ra trộm cắp, móc túi, cướp giật. Thành quả này cho thấy nỗ lực lớn của các ngành chức năng và quần chúng nhân dân trong việc trấn áp các loại tội phạm. Tuy nhiên, an ninh trật tự luôn là vấn đề nóng, diễn biến phức tạp, đòi hỏi thành phố cần thêm nhiều nỗ lực trong việc tiếp tục giữ vững thương hiệu, điểm đến an toàn của mình. Chuyên mục An ninh Đà Nẵng tuần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục này tuần sau.